em chào thầy, chào tất cả các bạn đang xem cái video này. Mình tên là Hải. Trước đây thì là mình là một giáo viên, nhưng mà mình đã nghỉ việc được 2 năm và mình đang loay hoay tìm cái hướng đi trong mình nhá. Thì mình có duyên đến với affiliate marketing, và trong và mình cũng có duyên là được học thầy Ngọc. Thì ngày hôm nay thì mình xin phép chia sẻ một cái số suy nghĩ của mình về cái lớp học mà 1 kèm 1 của thầy Ngọc. Và trong cái thời gian đầu thì ngày nào thầy cũng 1 kèm 1 với mình và dạy cho mình những cái nền tảng, cái kiến thức đầu tiên. Và cái giá trị mà mình ghi lớn nhất mà mình nhận được trong cái khóa học này đó chính là mình đã biết nên là từ học và từ biết cái phương pháp, và từ giống như từ biết cái hướng đi cho mình, từ từ tìm cái hướng đi cho mình. Và cái điều đặc biệt mình ấn tượng về khóa học cũng chính là cái điều đó, là tức là giống như những cái khóa học khác á, thì các bạn chúng ta thường phải học nên là lớp phèo, sau đó phải học rất là nhiều cái lớp ở đằng sau nữa, đúng không ạ? Nhưng mà riêng cái lớp học của thầy Ngọc á, thì thầy dường như là kèm cho chúng ta mãi mãi, bạn cứ khó khăn gì thì chúng ta cứ hỏi, sẽ có người trợ giúp, hoặc là nếu là những người khác không trợ giúp được thì thầy sẽ trợ giúp. Và quan trọng đó là gì, các chúng ta biết là gì, chúng ta đang sống trong một cái gọi là xã hội mà nó bùng nổ về thông tin, và cái tính tự học thì nó rất là quan trọng. Nhưng mà quan trọng là chúng ta không biết học như thế nào và học như học cái gì, đúng không? Nhưng ở đây thì thầy sẽ cho chúng ta một cái định hướng ban đầu và một cái lộ trình để chúng ta có thể biết là chúng ta cần học cái gì. Và học với thầy thì cái khả năng tự học của chúng ta phát huy tối đa và cái điều đó thì mình nghĩ rất là tốt. Và chúng ta tự có thể đi trên đôi chân của mình, và chúng ta không chỉ làm affiliate trong một lĩnh vực cụ thể mà chúng ta có thể làm rất là nhiều lĩnh vực với cái kiến thức nền tảng mà chúng ta có. Và mình ấn tượng cái điều đặc biệt thứ hai nữa đó là thầy đã xây dựng được một cái cộng đồng rất là tuyệt vời. Tức là ở đó có rất là nhiều người giỏi, và điều đặc biệt đó là mọi người không ngại cho đi, nếu có khó khăn gì thì chúng ta cứ việc hỏi, và chắc chắn là sẽ có người giúp chúng ta. Và qua cái video này thì mình cũng muốn gửi tới các bạn mà có ý định hoặc là định học mà định tìm đến con đường affiliate marketing á, thì đương nhiên là không có cái gì là màu hồng hết, cái gì nó cũng tỷ lệ, cái thành công nó luôn luôn tỷ lệ với cái công sức của chúng ta, và chúng ta phải nỗ lực bao nhiêu thì nó thành công sẽ được bấy nhiêu. Vì vậy mà trong cái làm MMO cũng vậy thôi, chúng ta phải rất là kiên trì, và đặc biệt là cái thời gian đầu. Cái thời gian đầu thì chúng ta cần có một số vốn, tại vì không có vốn thì chúng ta không thể thử nghiệm được, trải nghiệm được, tại vì chỉ có học bằng cái sự trải nghiệm thì mới cho bạn những cái kết quả, và có thể là mất tiền thì bạn có thể mới nhớ lâu hơn được, đúng không nào? Và qua cái video này thì em muốn gửi lời cảm ơn tới thầy. Nói chung là em rất là vui khi mà có duyên được gặp thầy và học thầy. Em chúc cho thầy cùng gia đình là luôn có nhiều sức khỏe, chúc thầy là luôn gặt hái nhiều thành công hơn nữa trên cái sự nghiệp của mình, và vì luôn là tâm huyết trên cái con đường dìu dắt các bạn trẻ trong làm MMO. Và em muốn gửi lời cảm ơn tới những người hỗ trợ trong cái đội ngũ của thầy, cảm ơn mọi người là luôn nhiệt tình và luôn hỗ trợ em hết mình. Dạ, em xin chào thầy ạ. Chào các bạn.